Hello anh em, hôm nay mình sẽ chơi ba tựa game tổng hợp nhá. Đầu tiên mình sẽ chơi Ice Cream 3 trước các bạn này. Rồi, mình sẽ vào game đây. Mình sẽ bỏ qua phần quảng cáo để chơi thật là nhanh cho các bạn xem nhá. Để súng đây các bạn này. Ui da. Rồi đây là đoạn trailer, chúng ta sẽ cùng xem đoạn này nhé các bạn ạ. Rồi, ôi ơi, ông lấy cho em cái kem kìa. Rồi. Rồi mình sẽ đi ra ngoài đấy nhá. Mình sẽ đến shopping nha các bạn ơi. Rồi xe chúng ta đang đi tới đây. Mình sẽ lên trên đây lấy một món đồ đi nhá. Lấy cái xẻng đi thôi. Ồ, rót đang ở bên kia kìa, nhưng mà kệ nó nhỉ. Rồi mình sẽ di chuyển tới cắt pin nhá. Rồi hóa ra là nó ở đấy. Ồ, do chúng ta đang ở đâu nhé các bạn nhỉ?
Mình sẽ gọi cô bé này đi nhá. Jay, it's you? What happened the other day? How do you think of jumping with the band running? How? So that was what Charlie wanted to tell me? Where is he? I mean, is he okay? Yes, in the end I managed to jump at one of the stops. Are the others okay? Cô bé nằm ở trong đây để trốn rõ các bạn. Rồi, let's go, đi nào. Rõ ràng không thấy mình các bạn ạ. Và mình sẽ dẫn cô bé vào trong xe nhá. Đó. Thế thì ngồi trong đấy rồi. Ồ, dọc. Rồi, sao lên để lấy món đồ trên này đây, mở cửa ra. Trong đây có chứa các cây nhá. Đó, chìa khóa cuối cùng của map ạ. Rõ là không thấy mình. Mình sẽ chuyển về đây metro nhé. Lùi xe vào này. Thôi, mình sẽ chuyển qua game tiếp theo nhé. Mình sẽ chuyển sang Slim Cop 2 này. Một tên chuyên canh đường trống rãnh các bạn. Anh chàng này. Rồi mình sẽ tới phòng thí nghiệm này.
Rồi có 24 để thoát ra khỏi cái map này nhá. Rồi, còn thừa 5 giây luôn. Trong đây có một cái chìa khóa này, đó. Đó, sẽ lấy xe điện đi nhé. Rồi, mình sẽ đi về đây. Mình sẽ tới chỗ Gaza này. Đi ra đây, ngoài đây thì có một ông thợ rèn. Rồi, đây là mấy đồ lắp ráp con robot á, con người gỗ rồi. Rồi, vậy là mình đã lấy được một con dây điện rồi. Rồi nha, bây giờ mình hết đi em. Đi về chỗ phòng điện luôn, phòng bên map có điện đấy. Rồi, đến phòng điện. Đến để tiêu diệt một con quái vật ở bên này á. Zit lại. Mình sẽ ngồi trực kích con người máy đi qua đây này. Úi. Tí nữa thì tai nạn.
với con quái vật này đó. Oh, rồi các bạn có thể thấy là đang giật chết con này thôi. Úi trời ơi. Oh, vậy là đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Chừng nó còn cua, bạn thấy áo của nó rất là đẹp luôn này. Cánh tay nó kìa. Chết rồi. Thôi, mình sẽ chuyển qua game tiếp theo, đó chính là game vừa dần mình chập tù nhá. Đây là một tựa game kinh dị, thì mình sẽ chơi ở chế độ God. Đây mở. Thôi chúng ta sẽ làm nhiệm vụ thật là nhanh trò chơi này nhé. Thôi rất là may mắn khi chúng ta đã lấy được một cái chìa khóa. Không có gì luôn. Bây giờ sao vẫn ở đấy chơi nhá. Rồi con quái vật này. Tí nữa mình sẽ lấy súng xử lý nó sau. Rồi dưới đây cũng chả có gì luôn. Một cái buzi. Trông cũng chả có gì luôn. một súng bắn điện các bạn. Rồi rất là may mắn luôn. Wow, một cây sạc cạy. À, mình sẽ cạy ở trong này trước nhá. Rồi, một bình xăng, rất là tuyệt vời luôn. Mình sẽ xuống cạy xem có gì không. Cái sạc cạy này thì dùng được 2 lần nhá. Đó. Có 2 thùng để cạy đó. Một cái kéo. Rất là tuyệt vời luôn. Một chìa khóa rồi, rất là may mắn luôn. Rồi, vậy là cửa mở ra nhá. Trên đây không biết có gì không nhỉ, bên này nữa. Úi trời, nó chả có gì luôn.
Rồi ô ô. Rồi. Rồi một con ma cương thi các bạn ơi. Thôi mình sẽ để đây á, mình sẽ vào đây bình xăng. Trong đây sẽ có món gì ạ? Rồi, một khẩu súng. Không biết trong này có gì không nhỉ? À, chẳng có gì luôn. Thôi mình sẽ đi xử lý con quái vật kia nhá các bạn ạ. Đợi mình. Các bạn đoán điều gì xảy ra với con quái vật này? Úi giời, một cái hồn ma các bạn ạ. Úi giời. Úi giời. Rồi, có khi là mình sẽ dừng clip ở đây. Các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký và subscribe để ủng hộ kênh mình nhá. Bye bye các bạn.